Ngắm nhìn Việt Nam bằng dù lượn phiên bản hạ cánh nơi Anh. Ngoài trải nghiệm cảm giác tự do lơ lửng trên bầu trời, du khách lượn dù còn có cơ hội được chiêm ngưỡng khung cảnh thiên nhiên ấn tượng tại Mù Cang Chải, Chi Tôn, Đà Nẵng, Hòa Bình. Đỉnh núi bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng là điểm đến thu hút khách du lịch với hoạt động nhảy dù nhờ cảnh quan thiên nhiên biển, núi đa dạng. Núi Viên Nam Hòa Bình nổi tiếng với vẻ đẹp hoang sơ, du khách sẽ xuất phát từ đỉnh núi cao 1031m so với mực nước biển, lượn dù nương theo chiều gió, ngắm núi non trùng điệp, những cánh đồng xanh mướt, thung lũng, đỉnh đèo Khao Phạ Yên Bái có độ cao hơn 1.500m là điểm trải nghiệm hoạt động dù lượn lý tưởng. Con đèo nằm giữa huyện Văn Chấn và Mù Cang Chải, nổi tiếng với độ dài quanh co, khung cảnh xung quanh núi non hùng vĩ. Vào mùa nước đổ và mùa lúa chín, từ đây phi công và du khách vừa lượn dù trải nghiệm cảm giác mạnh, vừa ngắm nhìn toàn cảnh thung lũng lìm bông thơ mộng. Với địa hình bán sơn địa độc đáo, Chi Tôn tỉnh An Giang có đỉnh Phụng Hoàng Sơn có độ cao hơn 300m so với mực nước biển, là một trong những điểm bay dù lượn đẹp nhất của cả nước.